Nếu mà mình quay như thế này thì không thể kính được anh em ạ. Chào các bác nhá. Các bác coi cái bể cá nhà em này, em mới thả có 2-3 viên thôi mà nửa ngày nước đã trong vắt như la vi rồi. Em dùng đến hôm nay là ngày thứ 10 rồi. 10 ngày là em chưa phải thay nước mà nước thì vẫn cứ trong. Nhìn bể cá là cực kỳ là sướng mắt luôn. Các bác mà quá mệt mỏi về cái việc thay nước cho hồ cá nhà mình, nước mà vẫn bị đục, tanh, rêu, tạo, nay em xin chia sẻ cho bác một loại men vi sinh dạng viên thế hệ mới nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản. Một lọ thì có 50 viên mà giá thì cực kỳ mềm, dùng cho bể cá nhà mình cực kỳ thích luôn các bác nhé. Sản phẩm làm bể cá trong vắt như pha lê, một năm không cần thay nước, nước trong, cá ăn nhiều, ăn khỏe. Được làm từ men vi sinh bao gồm các loại vi sinh vật hữu ích có khả năng phân hủy các chất hữu cơ, làm giàu nguồn vi sinh, giúp giảm rêu tảo gây hại, cân bằng lại pH, ổn định môi trường nước, giúp cá khỏe mạnh, ăn nhiều, nhanh lớn, màu đẹp hơn, hạn chế nấm, giảm stress, tăng cường đề kháng và phòng bệnh cho cá. Được sản xuất tại Viện Nghiên cứu Sinh học với dây chuyền kỹ thuật cao nên các bác cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Bên em cam kết hàng chính hãng, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả. Các bác đặt hàng ấn vào link bên dưới để nhận thêm quà tặng nhé.